Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin diệt chủng người Ngô Duy Nhĩ, Trung Quốc nguy cơ ra tòa án quốc tế. Tờ báo Liberation phỏng vấn một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ đang lưu vong ở châu Âu. Nhân vật vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân đã kể lại chi tiết những điều tai nghe mắt thấy trong trại cải tạo ở Tân Cương, Trung Quốc đã bắt giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ, tra tấn, hãm hiếp, lao động khổ sai. Chứng tỏ chính sách đồng hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngả sang hướng diệt chủng. Đây là hình ảnh người Duy Ngô Nhĩ bên trong một trại cải tạo. Trong khi một báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng bức triệt sản được công bố, phóng viên của tờ Liberation đã gặp bà Sitik Beck tại một nước Tây Âu không được tiết lộ vì lý do an ninh. Cuộc đời của nhà giáo tốt nghiệp về văn minh Trung Hoa đã đảo lộn từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 khi bà được tuyển vào làm giáo viên trong một trại cải tạo. Những lời kể rất chi tiết của bà đã xác nhận những thông tin thu thập được từ 3 năm qua từ những người tù hiếm hoi được thả và điều tra của các nhà báo, nhà nghiên cứu khác nhau tại Trung Quốc. Địa ngục cải tạo tại Tân Cương đã được vạch trần. Các xà lim giam giữ 97 học viên của bà chìm trong bóng tối, chỉ có những tấm mềm trải dưới đất, cháo phát cho học viên chẳng thấy hạt gạo nào, chỉ toàn nước. Số lượng học viên giảm dần vì chết và sức khỏe suy sụp, đi không nổi trong khi lúc đầu họ rất khỏe mạnh. Người tù chỉ được tắm một lần trong một tháng 15 phút. Xà lim không có toilet, chỉ có một chiếc xô được đổ mỗi tuần một lần. Mùi hôi thối nồng nặc đã khiến nhiều người đổ bệnh. Chỉ trong 6 tháng đã có thêm ít nhất 3.000 người bị tống vào trại giam. Họ là những trí thức, doanh nhân, sinh viên, chỉ có tội là tham khảo Facebook mà thôi. Phòng tra tấn ở dưới tầng hầm, tiếng kêu la của các nạn nhân nghe được khắp nơi. Một nữ công an thân với bà Beck đã bí mật cho biết có 4 kiểu tra tấn bằng dụng cụ như điện, ghế, găng, nón sắt và gậy. Đây là hình ảnh một trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ ở Hồ Than thuộc tỉnh Tân Cương của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Ở đó có các tháp canh, cửa khóa khép và video giám sát trong các trại ở Trung Quốc để ngăn chặn những kẻ trốn thoát. Người Duy Ngô Nhĩ được chấm điểm về khả năng nói tiếng quan thoại và buộc tuân thủy các nguyên tắc nghiêm ngặt từ việc tắm rửa và sử dụng nhà vệ sinh. Và đến tháng 9 năm 2017, người giáo viên này đã được đổi sang một trại khác giam toàn nữ. Và có đến 10.000 phụ nữ, hầu hết là trẻ tuổi, xinh đẹp và học thức, họ bị đi cải tạo vì từng du học ở nước ngoài như Hàn Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu và Mỹ. Những người phụ nữ này bị giam giữ trong hoàn cảnh tệ hại, hôi thối, không có cả nhà vệ sinh. Tại trại nữ, tất cả các cán bộ đều là đàn ông, người Hán. Mỗi ngày, khoảng 4-5 cô gái bị gọi lên để hãm hiếp tập thể một cách dã man, đôi khi dùng dùi cui điện cho vào trụ kín ở hậu môn và bị buộc phải uống thuốc tránh thai. Tất cả đều bị buộc phải triệt sản, bản thân người kể chuyện cũng bị cưỡng bức đặt vòng tránh thai. Tại khu vực nhà nơi bà cư trú, 190 trên tổng số 600 cư dân người Duy Ngô Nhĩ biến mất trong vòng 2 năm. Những người Hán dọn đến lấp đầy những căn nhà đó. Vào tháng 8 năm 2020, bác sĩ sản khoa người Duy Ngô Nhĩ Adula đã nói với Đài Á Châu Tự Do RFA rằng các bác sĩ tại Tân Cương bị buộc phải phá thai và giết những đứa trẻ sơ sinh vượt kế hoạch hóa gia đình hoặc những đứa trẻ còn trong tử cung chưa đầy 3 năm sau lần sinh trước của người mẹ do không phù hợp với quy định. Các quy định hết sức nghiêm ngặt như sinh con phải cách nhau từ 3 đến 4 năm. Có những đứa trẻ được sinh ra ở tháng thứ 9 đã bị chúng tôi giết sau khi chuyển dạ. Họ đã làm điều đó trong các khoa sản vì đó là lệnh. Abola đã nói như vậy và lưu ý rằng một số trẻ sơ sinh đã bị giết sau khi chúng được sinh ra. Theo ông, bác sĩ Adola, những trường hợp này xảy ra trong trường hợp một phụ nữ đến bệnh viện trong tình trạng chuyển dạ sinh con bất hợp pháp và người mẹ sẽ không biết đứa trẻ bị giết cho đến sau khi sinh. Vào hôm 2 tháng 9 năm 2020, một người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ từng là bác sĩ phụ khoa ở Tân Cương cũng đã đứng ra làm chứng về việc cô phải tự tay triệt sản, cưỡng bức phá thai, giết trẻ sơ sinh và cắt bỏ tử cung của các phụ nữ tại đây. Đây là hình ảnh một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ thoát khỏi trại cải tạo đến được châu Âu tại một cuộc họp báo đang tố cáo sự dã man của chính quyền Tân Cương Trung Quốc, ảnh chụp màn hình. Trong 20 năm, tôi đã tham gia ít nhất 500-600 ca phẫu thuật, bao gồm cả cưỡng bức tránh thai, cưỡng bức phá thai, triệt sản và cưỡng bức cắt bỏ cổ tử cung. Người phụ nữ giấu tên trên đài ITV News của Anh Quốc chia sẻ như vậy. Và chúng tôi sẽ đi hết làng này đến sang làng khác, tập hợp tất cả phụ nữ và đưa họ lên xe máy kéo để đưa đi. Phụ nữ trẻ sẽ bị lắp đặt các thiết bị tránh thai. Người phụ nữ này nói rằng mục tiêu của các chiến dịch chống sinh là thanh lọc sắc tộc, loại bỏ người Duy Ngô Nhĩ khỏi Trung Quốc.
chúng tôi được yêu cầu tin rằng đây là một phần trong kế hoạch kiểm soát dân số của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc đó tôi nghĩ đó là công việc của mình. Và tôi cảm thấy buồn khi chứng kiến việc một đứa trẻ sơ sinh bị giết, nhưng tôi nghĩ đã không hiểu hết được thiệt hại của nó đối với quốc gia. Giờ đây tôi thấy rất hối hận. Và việc triệt sản, buộc phá thai, tẩy não được diễn ra hàng ngày tại Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Đức Andrea Sen thì năm 2018, có đến 80% trường hợp đặt vòng là tại Tân Cương, trong khi vùng đất này chỉ chiếm có 1,8% dân số Trung Quốc mà thôi. Công trình nghiên cứu 28 trang từ các dữ liệu của Trung Quốc chứng minh nhà nước độc đảng đang lao vào chiến dịch hạn chế sinh sản đối với một nhóm sắc tộc. Đây là một trong năm tiêu chí xác định nạn nhân diệt chủng được định nghĩa trong Hiệp ước Ngăn ngừa và Trấn áp tội ác diệt chủng của Liên Hợp Quốc đưa ra vào năm 1948. Và tới năm 2016, số sinh tại những phường xã mà đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ đã giảm mạnh. Trong khi đó, những nơi cư dân là người Hán đã tăng lên thậm chí gấp 8 lần. Việc hạn chế sinh sản được chỉ đạo từ cấp cao nhất tại Bắc Kinh nhằm hạ thấp dân số Duy Ngô Nhĩ vì làm giảm bản sắc quốc gia và nhận diện Hán tộc, thông tin cho biết. Đây là hình ảnh những người phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ biểu tình bị lực lượng cảnh sát ngăn chặn ở Tân Cương. Một nhà sử học Trung Quốc giấu tên nhận định, bắt đầu từ việc cấp nhà đất miễn phí để thu hút người Hán di cư ồ ạt đến Tân Cương, nhưng sau thất bại của việc Hán hóa một cách hòa bình, Bắc Kinh bèn sử dụng những biện pháp phát xít. Ngừa thai, triệt sản, cưỡng bức phá thai được tiến hành song song với việc tẩy não trong những trẻ em bị tách rời khỏi gia đình. Hàng trăm ngàn nhân viên người Hán được gửi đến sống chung với các gia đình Duy Ngô Nhĩ, ngủ chung với các phụ nữ độc thân. Nhà sử học Hermes Dumas thuộc CNRS đã khẳng định trong chính sách thô bạo nhắm vào phụ nữ và trẻ em rất đáng quan ngại vì diệt chủng tập trung và chặt đứt mối quan hệ và liên quan giữa các thế hệ. Và bằng chứng diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ còn nhiều hơn cả Rwanda. Dù kiểm soát chặt chẽ bằng công nghệ cao, vẫn có những thông tin lọt ra ngoài. Marie Lemes, Viện Nghiên cứu về Diệt chủng tại Montreal cho biết, chưa bao giờ có nhiều bằng chứng như vậy so với Rwanda. Vấn đề là sức mạnh của Trung Quốc ngày càng kiểm soát được nhiều tổ chức Liên Hợp Quốc và vận động được nhiều nước, kể cả các nước Hồi giáo. Trừng phạt kinh tế có thể gây tác động, cần phải tập hợp các bằng chứng chuẩn bị đưa ra tòa và nêu rõ Trung Quốc đã phạm tội ác chống nhân loại. Liên Hiệp Châu Âu đã đòi hỏi Bắc Kinh cho phép và tạo điều kiện cho các đại sứ châu Âu thăm Tân Cương. Trong khi chờ đợi thì tình hình người Duy Ngô Nhĩ ngày càng gây tiếng vang. Trong một cuộc phỏng vấn, đài BBC làm đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã bối rối trước một video cho thấy hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ bị cạo chọc, bịt mắt, quỳ gối trong một nhà ga. Đây là hình ảnh chụp màn hình video từ một nhà quay phim Flycam quay lén ghi lại cảnh người Duy Ngô Nhĩ bị áp giải bởi các quân lính Trung Quốc trong một nhà ga. Chương trình này đã thu hút trên 5 triệu lượt xem từ cuối tuần qua. Liên minh các nghị sĩ về vấn đề Trung Quốc IPAC tập hợp trên 160 nghị sĩ của 16 nước đang vận động để tiến hành một vụ kiện quốc tế. Tuy nhiên bản thân Andreas Sen, nhà nghiên cứu đầu tiên đã đưa ra ánh sáng việc 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tống vào trại cải tạo và nay tố cáo nạn triệt sản người Duy Ngô Nhĩ lại bị Bắc Kinh trực tiếp đe dọa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một buổi họp báo ngày 8 tháng 7 cũng đã khuyến cáo ông hãy sửa chữa những lỗi lầm vì những sai trái sẽ dẫn đến hủy diệt. Andre Sen đã nói với tờ báo Liberation, một nước muốn trở thành siêu cường quốc tế mà lại đi đe dọa cá nhân một nhà nghiên cứu là điều chưa từng thấy. Nhưng Bắc Kinh không thể nào chối cãi được vì các dữ liệu trong nghiên cứu của ông lấy ra từ chính các tài liệu của nhà nước Trung Quốc. Chiến dịch đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc phá hủy các địa điểm tôn giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã san bằng nhà thờ Hồi giáo Toku ở làng Xúc Thắc gần Athus và xây lên đó một nhà vệ sinh công cộng. Việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên tàn tích của nhà thờ là một hành động xúc phạm sâu sắc đối với cộng đồng người Hồi giáo ở Tân Cương. Trả lời đài Trả Châu Tự Do FA, một thành viên của hội đồng địa phương giấu tên cho biết nhà vệ sinh được xây dựng bởi các đồng chí người Hán và rằng dù không có nhu cầu thực sự cần thiết và cấp bách, chính quyền đã cho xây dựng nó. Theo nhà sử học Aqua Barat, hành động này của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc là một phần của chiến lược phá hủy tinh thần tại Tân Cương. Cùng với tín ngưỡng, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn nhắm vào ngôn ngữ bản xứ của người Duy Ngô Nhĩ. Phong trào tiếng mẹ đẻ tại Tân Cương đã bị dập tắt. Người sáng lập phong trào là Abwait đã phải than thở rằng lời nói của trẻ em Duy Ngô Nhĩ không được ổn định lắm do thiếu tiết học. Ông nói thêm nó chỉ như một giọt nước trên bông hoa hồng, khi gió thổi qua giọt nước sẽ bay đi mất. Trung Quốc sợ ra tàu ở quốc tế và Mỹ thì cứng rắn, châu Âu thì lừng khừng. Đây là hình ảnh người biểu tình Duy Ngô Nhĩ trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dẫm lên ảnh bí thư tỉnh Tân Cương Trần Toàn Quốc.
nhà nghiên cứu Andreessen nhận định Trung Quốc lo sợ trước bài xã luận vào ngày 6 tháng 7 trên tờ Washington Post mang tựa đề "Những gì đang diễn ra tại Tân Cương là diệt chủng" và kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào năm 2022. Và lần đầu tiên, hai tập thể Duy Ngô Nhĩ, Lưu Vong đã kiện Trung Quốc ra trước tòa án hình sự quốc tế về tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Cho dù đã cố xóa đi những tài liệu trên mạng, tội ác của Bắc Kinh đã bị tiết lộ. Nhà nghiên cứu lấy làm tiếc vì các phản ứng yếu ớt của phương Tây, đặc biệt là nước Đức của ông với lịch sử đã trải qua. Trong khi nhiều cường quốc giữ im lặng, chỉ có chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra quyết đoán lên án Bắc Kinh vi phạm trầm trọng nhân quyền là vết nhơ của thế kỷ. Và lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị của Trung Quốc là Trần Toàn Quốc, bí thư Tân Cương đã bị Hoa Kỳ trừng phạt cùng với một số quan chức khác vào hôm 9 tháng 7. Sau khi việc triệt sản bị tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn coi thường tính chất thiêng liêng của sinh mạng và nhân phẩm con người. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vào hôm 17 tháng 6 đã ký ban hành luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ được lưỡng đảng Quốc hội thông qua vào hồi tháng 5. Ghi nhận những nỗ lực tích cực của Washington về Tân Cương và Hồng Kông, nhưng tờ báo chỉ trích Mỹ vẫn làm ngơ trước vi phạm của đồng minh Ả Rập Xê Út và dung túng cho Bắc Kinh và Triều Tiên. Còn với nước Pháp thì sao? Chẳng có hành động gì cả, ngoài sự im lặng, mà nếu cứ kéo dài sẽ trở thành đồng lõa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6, 11 tháng 9 năm 2020 với bản tin Diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc có nguy cơ ra tòa án quốc tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.